dẫn anh cách cái cách định lượng như nãy anh hướng dẫn cho mình nhớ lại cái thì cái bình mình đang bình thường này, trước khi mình sử dụng định lượng á, là mình trước khi mở van bình ga lớn thì mình xả lỏng cái van này ra trước để cho tránh cái tình trạng mà khi mà cái áp suất trong đây nó lớn mà cái van này mình không xả ra mà mình vẫn cứ mở như đây là mình ép nó vô vậy là nó đang thông với lại qua cái đồng hồ bên đây, và cái áp suất của nó khi mình mở ra áp lớn nó dễ bị sốc áp, áp lớn là nó sốc áp qua bên đây, thì ở trong đây nó có một cái lớp bê người ta xô lớp bê an toàn, nhưng mà nếu mà nó sốc áp mạnh quá thì nó tự xả lớp bê áp suất cao quá nó bảo vệ cái nó bảo vệ cái đồng hồ bên đây. Nó bảo vệ cái đầu ra cái van đó thì nó sẽ bị cái lớp bê nó sẽ xả lớp bê thì nó bị hao khí, và đôi khi nhiều người giật mình bỏ chạy thì có dễ bị xì hết bình ga. Có nghĩa là sau khi mình sử dụng xong là mình xả lỏng đây, thứ nhất là nó để bảo vệ cái lò xo trong đây nó không có bị mất cái lực. Mất cái lực đó. Thì khi mà cái lò xo mất lực, cái lực sao anh vặn cái nó phải vặn thật là nhiều nó mới đồng hồ nó mới lên, tại vì lò xo nó bị ép lại, nó bị mất cái độ co giãn rồi. Nên sau khi mình xài thì mình sẽ tháo cái này ra và mình gắn này lại. Còn để đỡ mất công mà mình phải chỉnh lại á, mình không biết bao nhiêu mình chỉnh lại, anh lấy cái dấu bút xóa gì anh đánh dấu ở đây, thì lần sau mình chỉ vặn cho đến ở cái mức mà mình lần trước mà mình thấy ok, những lần trước mình làm thấy ok rồi á thì mình cứ vặn ở cái mức đó. Làm vậy thì cái thiết bị của mình nó sẽ xài ổn định hơn, lâu dài hơn và chính xác hơn. Còn cái hàng như có nhiều người họ chích chết này luôn, thì anh biết rồi, thì khi một thời gian cái lò xo này bị chích chết á, nó sẽ không còn chính xác nữa. Thì mặc dù họ chích chết nhưng mà cái áp suất này từ từ giảm đó, thì dẫn tới định lượng nó không còn đúng nữa. Cái lò xo bị nén như này là bị liệt lò xo. Cái đó thì trường hợp đó nếu mà anh có quên á, thì trên đây tụi em có dán cái giấy hướng dẫn trước khi mình mở van mình ra lớn thì nên tháo lỏng van trước khi mở van mình ra lớn. Là sau khi sử dụng á, thì không sử dụng là phải khóa van bình lớn nè, rồi phải xả cái này ra hết, phải tháo van nhỏ luôn. Ở trên đây tụi em có dán hướng dẫn á, thì bây giờ là em xả ra ha, và em mở van bình ga lớn. Thì khi em mở van bình ga lớn thì cái đồng hồ này là nó báo cái ép ga ở trong đây, cái lượng ga ở trong bình đó, và cái đồng hồ này là báo ga, còn cái đồng hồ bên đây là báo cái lượng ga mình định lượng, lượng khí mình định lượng. Bây giờ mình muốn chỉnh định lượng là mình sử dụng cái van này, mình siết van này. Giờ mình muốn chỉnh định lượng ví dụ như 40 hay 50 gì đó thì bắt đầu mình tăng cái này lên từ từ, mình siết từ từ cho khi mình lên, mình lên một mức nào đó đấy, mình để mình siết lên khoảng một mức nào đó, rồi xong bắt đầu mình lường vô cái xi lanh này, cứ lên lại một cái mức số 2 đi, mức số 2 ví dụ. Thì khi mà anh siết lên đây rồi anh bóc bỏ cái đi, rồi bắt đầu anh vô đây anh lường thử. Đó, vô đây thì nó mới 35 mà. Có nghĩa là anh bóp ở một cái tốc độ tự nhiên của anh. Nên trước khi mà anh làm á, thì mình sẽ ngồi mình bóp thử tầm khoảng 50 cái. Em tháo cái đó ra. Mở này lại đi thôi, tôi nghe. Mình sẽ chẳng hạn như mình bóp thử cái này cho quen tay của mình á. Bóp thử tầm khoảng 20-30 cái, cũng được 50 cái, đến khi nào mình thấy cái tốc độ mà nó ổn định, nó quen tay á, rồi anh hẳn thử cái này và với cái tốc độ mà anh thấy thoải mái nhất đó. Có nghĩa là cái này nó hoạt động trên cơ chế như thế này, nhiều người không hiểu mình giải thích luôn, là cái này hồi xưa mình phát triển cái bơm định lượng mà cần gạt á, thì nó được cái nó chính xác, nhưng mà tại nó cồng kềnh và cái giá tiền nó đắt quá, nên mình phải nghĩ ra một cách khác để làm sao nó hạ cái chi phí và đồng thời nó nhỏ gọn, cho người ta giảm chi phí và đồng thời nhỏ gọn thì nó tăng cái năng suất bơm lên, thì mình mới nghĩ ra cái việc này. Thì cái định lượng ở đây là có nghĩa là mình sẽ cho một cái lượng khí nhất định cho một cái chỗ chứa, là khi mình bóp ra thì cái lượng khí nhất định đó nó sẽ ra cái túi khí của mình. Thì cái van cần gạt đó là nó vậy, nó là một cái xi lanh hai chiều, thì trong cái xi lanh đó thì nó thể tích rất là cố định, nên khi mà anh cho một áp suất cố định vô thì cái khi mà anh gạt qua cái thì nó sẽ đưa cái thể tích lực nén, nó sẽ khí nén mà nó sẽ bung cái lượng khí nén ở trong ra vô cái vật bình chứa của anh, thì nên cái độ chính xác nó cao hơn. Có nghĩa là mình không cần phải coi thời gian bấm bao nhiêu hết, anh cứ gạt qua gạt lại. Còn cái này á thì mình cũng dựa trên cái cơ chế đó mà mình làm thôi. Có nghĩa là mình sử dụng cái đạn ống này là giống như là một cái bình chứa,
cái đạn ống từ cái tiết lưu này cho đến cái đồ bấm này, nó là một cái bình chứa, và làm sao cho mình cái bình chứa này nó hạn chế bởi một cái này là cái tiết lưu, là cái tiết lưu anh chỉnh áp chỉnh đầu ra thì là thấp, thì tiết lưu nó có cái nó gọi là cái chỉnh lưu lượng á, cái hàng giống như là áp đầu ra của anh là 2 đi, anh chỉnh cái lưu lượng tiết lưu là anh chỉnh là nó tính theo lực nên mình không có nói được, cái hàng anh chỉnh thấp đi, chỉnh 1/4 đi thì nó sẽ ra cái áp, cái lực nó ra nó chỉ bằng lực bằng 1/8 lần so với cái lực của từ cái hàng này nó ra, nói về tính về lực nén đó. Thì khi mà cái nhưng mà khi mà cái tiết lưu này á, nó chỉ là nó làm cho khí cái lực nén là chậm, nhưng mà cái áp suất nó vẫn giữ, áp suất nó vẫn giữ, có nghĩa là áp suất khi mà anh để một thời gian hàng 5 giây đi thì cái áp suất của từ cái đầu này nó sẽ bằng cái áp suất của cái khí trong cái ống này, thì lúc này hai cái áp suất nó bằng nhau, thì trong đàn ống này nó sẽ cố định một cái lượng khí với một áp suất nhất định. Thì khi mà anh bấm cái này ra thì cái đạn khí có áp suất trong đây nó sẽ tuôn ra trong cái túi khí của mình, nhưng mà cái tiết lưu này nó ngăn chặn cái khí của thằng này vô đây, tại nó mình chỉnh nó ít mà nó ngăn chặn, nên khi mà anh bấm ra với một cái tốc độ vừa phải thì cái lượng khí trong đây, nó chủ yếu lượng khí trong cái này nó ra túi khí và nó ra một cái lượng nhất định theo mình, theo cái tốc độ tay của mình bấm đó. Thì sau đó anh qua trong quá trình anh đi qua cái khác thì cái thời gian đó chẳng hạn như là 5 giây đi, thì lúc đó là hàng tiết lưu này nó ra từ từ và áp suất nó từ từ nó tăng lên lại và nó sẽ đẩy, nó sẽ cân bằng áp suất thứ hai này, và đến cái khác thì trong đây nó sẽ lại chứa một cái lượng khí nhất định với một cái áp suất bằng áp suất của cái đầu ra của anh, bằng cái áp suất anh chỉnh trên đồng hồ. Thì đó là cái nguyên lý mà mình cái của cái bơm định lượng dạng bấm này, thì mình có thể thay cái bấm này bằng cái bơm cũng được, cò bơm cũng được. Thì bên mình có hai phiên bản, một cái dạng bấm, một cái cò bơm, thì anh thấy cái phiên bản nào tiện dụng hơn anh dùng, giá cả thì nó cũng như nhau hết. Và trong cái này nhiều người, như năm ngoái nhiều người họ copy, họ không biết là họ cứ mua cái này về họ gắn, thì nó xảy ra cái tình trạng là khí xì ở đây và khí xì đây rất là nhiều, tại vì cái này mình mua về mình phải tháo ra mình chế lại, và họ không có biết, họ chỉ đơn giản họ copy họ về họ bán cho người ta, thì nó tại sao cái bình khí của người ta nó hết nhanh là vậy, tại vì họ không có thay đổi lại cái cơ cấu trong đây, và thậm chí cái cò bơm của mình cũng là phải thay đổi cái cơ chế bên trong để cho nó không bị xì, hoặc là cái lượng ra nó rất ít, nó tầm khoảng 1-2 ml thì nó cũng không đáng kể nếu mà nó có ra, và cái này là gần như là nó không ra luôn tuyệt đối. Nhưng mà trong đây có một cái sim, một thời gian anh xài mà lỡ nó cát bám trên đây á thì nó sẽ làm cái sim nó bị mòn, thì lúc đó mình sẽ tháo ra và mình sẽ quấn một cái lớp băng keo non ở trong vòng sim để đẩy cái sim ra để cho nó khít lại. Thì thường một năm mình sẽ cuối mùa hoặc là giữa mùa mình sẽ kiểm tra, và nếu mà anh thấy anh nhúng này vô nước mà anh bóp mà khí xì ở đây đó, hoặc là khí xì nhẹ nhẹ ở đây thì mình tháo ra. Em có một cái clip ở trên mạng hướng dẫn chi tiết về cái việc bảo trì cái bộ bơm định lượng, và anh có thể coi nó để mà mình tự mình làm, nó nhanh lắm, có khoảng vài phút, 2-3 phút là anh có thể tự mình xử lý, đỡ một công kêu thắng xuống đó. Thì ok, thì mọi người đã hiểu cái phương pháp định lượng này như thế nào. Bây giờ anh chỉnh đang cái định lượng lên một mức nào đó bất kỳ, anh tăng định lượng lên mức nào đó bất kỳ, bắt đầu giờ anh để vô cái xi lanh này mình lượng bóp thử một cái 30, thì 30 giờ anh muốn bơm là 40, anh muốn bơm định lượng là 40, thì bây giờ anh nhích lên chút xíu, anh tăng lên chút nữa và giữ cái tốc độ bấm của mình vẫn không thay đổi nha, vẫn thoải mái thì, theo kiểu khi anh tăng lên anh giảm xuống gì đó thì anh bóp bỏ đi cho nó đều ở trong, cho cái lượng khí đây nó nén đủ, nó đều đi, bắt đầu mình thử 40 đó. Thì ví dụ như giờ là 40 rồi, anh bắt đầu anh nhìn ở trong cái đồng hồ nó ngay cái vị trí nào đó, thì mình cần thiết mình lấy cái viết mình đánh dấu vô đó, hoặc là ngay trên đây nó có mấy cái số nè, dạ anh để ngay số nào đó, ví dụ như nó đang ngay cái số 40 đỏ nè, thì đó là ngay số 40 đỏ, nó là 40 ml, đó là theo anh nha, còn một người khác nó sẽ khác, cái hàng anh thắng bấm ở mức đó là khác, nhưng mà anh tốc độ nó là khác, anh thử bấm lại theo cái tốc độ của anh đi, sẽ là khác. Khi mà mình bơm á, nếu mà anh đi bơm á thì anh là sẽ là cái người thử, mà ví dụ bây giờ anh thuê một người nào đó hay là anh em gì trong nhà anh đi á, thì ví dụ anh trai anh đi hoặc là em trai anh đi thì anh cũng ai bơm thì người đó thử, tại vì tốc độ tay bóp của mỗi người mỗi khác nhau, cho nên là người đi bơm là người đó sẽ thử.
Và lưu ý là khi mình bóp bằng vị trí nào thì mình chỉ bằng vị trí đó thôi. Chẳng hạn như mình dùng bằng cái ở dưới cái này thì mình dùng mãi bằng cái này, mình dùng ở đây thì ở đây. Tại vì khi mà người dùng đây thì tốc độ hai cái khác nhau. Nên mình phải cố định cái này. Còn nếu mà mình sau đó mình có gọi là có làm quen rồi á thì lúc đó là anh có thể là anh đây em bóp anh thì sẽ... em bóp em cứ thằng ngay chỗ này em dễ bóp, ngay chỗ này bóp là thứ nhất là nó không bị mỏi, nó bị mỏi chứ em dễ bóp nữa. Còn mình cứ cầm trên đây mình bóp này, đôi khi nó hay bị mỏi. Thì bây giờ cái đó là cái này là em định lượng là 40 và anh thử coi là nó được 40 rồi. Thứ tốc độ bình thường nhất của mình, có nghĩa anh bấm sát hết rồi anh nhảy ra. Chứ không cần phải giống như những 37. Đó thì giờ anh cứ bóp lại thử. Đó anh làm quen tầm khoảng chục lần thì anh sẽ quen với cái tốc độ của mình. 38. 37.5 á, 37.5 thì có khả năng là cái ở cái mức đó là cái tốc độ quen tay của anh là 37.5. Dạ, thì bây giờ đó là chưa đủ 40. Chưa đủ 40 thì anh sẽ bây giờ anh muốn đủ 40 á. Dạ. Anh nhích nhẹ này lên xíu. Rồi bắt đầu anh ngược tiếp tục anh thử. Anh cứ xả hết xi lanh, anh xả hết xi lanh này. Đúng rồi, anh xả về rồi. Rồi bắt đầu anh đúng vô anh bơi. Bóp nhẹ. Dạ, bóp thả nhé. Giữa hai lần anh phải tối thiểu thời gian ít nhất là 5-6 giây. Nó mới cân bằng được cái áp suất trong đây. Đó, anh bóp sẵn nguyên lý là vậy. Để chút xíu rồi bắt đầu anh bóp rồi anh bóp. 45 thì giảm cái này xuống. Dạ. Đó, anh cứ làm vậy. Khi mà cứ 45 là thấy cao quá thì anh giảm này. Thì giảm cái này là cái chiều ngược kim đồng hồ. Mình xả là ngược chiều kim đồng hồ là chiều giảm. Rồi sau đó anh thuận chiều kim đồng hồ là chiều tăng. Thì bây giờ mình giảm nhấp nhẹ cái. Sẽ bỏ. Bóp bỏ sẽ bỏ. Tại vì cái áp suất cũ á nên mình sẽ anh xả bỏ một cái thì bắt đầu kim nó mới tuột. Còn nãy em vặn xuống là kim nó không có tuột. Anh xả bỏ một cái bắt đầu kim nó mới tuột. Anh bị én cái này. Chưa hết xi lanh. Đúng rồi. Hay lúc đầu nó hơi mất công nhưng mà sau đó mình quen mà nó ok. Đó, gần được 42, gần 42 đó. Đó thì cái anh nắm được cái cách làm là ok. Cái đó là anh biết cách chỉnh rồi đúng không? Okay. Cái đó là em hướng dẫn cho anh tăng hoặc là giảm cho nó vừa với cái mức mình muốn. Dạ đúng rồi. Đó, thì bây giờ là khi mình bơm xong, mình bơm khoảng tầm 15 tới 20 cây nữa là hết vườn. Thì mình nên khóa cái bình này lại trước. Mình khóa bên này là trước và trong đây cái lượng khí trong đấy nó còn nén vào trong cái đồng hồ và trong cái đường dây này đó. Thì bây giờ mình đi bơm có thể làm được 15 cây hay là 10 cây, 15 cây tiết kiệm được cho mình cái phần đó. Cái đó là mình có thể tiết kiệm được cái lượng khí mình đang còn nén ở trong đây thì mình bơm hết số đó là cũng vừa hay hết lượng khí ra. Còn cái trường hợp mà nó chưa hết á, mình bơm hết, mình khóa mình rồi mà mình bơm hết 15 cây mà nó vẫn chưa hết, nó vẫn còn nén trong đây thì mình nên xả bỏ cái lượng khí trong đây ra. Tại vì khi mình bơm xong rồi có lẽ là tới 10 ngày, 15 ngày sau mình mới đi bơm lại. Mà mình để cái đồng hồ, cái lượng khí nó cứ nén ở trong cái đồng hồ và cái kim nó cứ chuyển lên số như vậy thì tầm khoảng một thời gian, sau một thời gian khoảng tầm 5-7 ngày nó sẽ bị liệt cái kim, liệt cái dây cót ở trong đó. Thì nếu mà cái trường hợp mà bị liệt vậy thì sau này anh sẽ rất khó trong cái việc định lượng. Nên là khi mình, ví dụ như mình xài không hết mà cái đồng hồ nó vẫn không báo thì mình nên xả bỏ. Và đồng thời là mỗi cái bình ga nó sẽ có một cái tem. Dạ. Nó sẽ ghi là cái khối lượng của bình có khí thì và nó sẽ có thêm một cái khối lượng của bình không khí phía bên đây. Thì khi mà này hôm nay số bình em nó đây, cái số này là cái 3950 395 hay 305. 3950 là em làm tròn lên, ví dụ như là 3948 45 thì em làm tròn lên 50. Để em ghi 4 số, để ghi 3 số. Dạ. Tại em ghi 3 số thôi, tại vì cái số lẻ nằm tròn lên. Số lẻ nằm tròn lên. Đó, cho nên là cái số này á là cái trọng lượng của cái bình là 3,950 là không bao gồm cái van nha. Dạ, không bao gồm van. Và ở đây là cái trọng lượng của cái bình có khí thì nó sẽ chênh lệch nhau là đúng cái lượng khí mà ở trong bình anh có. Thì lúc đó là chẳng hạn như anh xài xong á, anh biết cái lượng khí chính xác của anh, người ta có bơm đúng hay không á, thì sau khi anh xài xong anh sẽ bơm lại và anh sẽ lấy cái khối lượng này trừ đi khối lượng này, nó sẽ ra cái khối lượng của khí thực tế trong bình đó, là để mình xác định là cái bình mình người ta có giao đúng hay không. Còn về cái áp suất của cái bình này nè, này khóa lại nên bấm mấy cái thì nó xuống 40, thì là tùy vào thể tích bình mỗi áp suất nó khác nhau, chứ không phải là dùng cái này để mà mình
mình xác định được cái lượng cái bao nhiêu ký, bao nhiêu khối lượng khí trong bình. Tại vì mỗi đồng hồ đôi khi nó cũng không chính xác, và đồng thời là mỗi cái bình thể tích nó khác nhau, nó chứa cùng một ký khí đi, mà bình có thể bình 10 lít với bình 5 lít thì áp suất nó sẽ, tất nhiên bình 10 lít áp suất nó sẽ thấp rồi, nó có 40 thôi, còn bình cái hàng bình kia có thể áp suất nó lên tới 90, 80, 90 đó. Thì nên cứ về cái khối lượng khí, cứ cân bình là chính xác nhất. Bình thì bên em sẽ có cái tem đó, tem vừa xanh tốt, số điện thoại tổng đài và cái ngày và cái khối lượng bình có khí. Ở trên đây nó sẽ có một cái tem bể trên đây nữa để biết là cái bình chưa xài hay như thế nào đó. Sáng giờ em mở cái nó bể cái này. Ok. Còn vấn đề gì cần hướng dẫn về cái này không ta? Chắc cũng không cần. Không đề đó. Làm nắm được hết rồi. Rồi, cảm ơn mọi người nhé.